áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hello everyone, how are you today? I'm so happy to see you again in this video. And in today's video, we continue Unit 3, Lesson 3D, about grammar. And in today's lesson, we learn grammar about must, mustn't, needn't, and don't have a to. And welcome back to Vizet's channel. My name is T. Okay, so without further ado, let's get started. Ok, xin chào tất cả các bạn. Cô tên là Thùy và cô đến từ Vietcheck. Hôm nay chúng ta sẽ vẫn tiếp tục unit số 3. Hôm nay thì chúng ta sẽ học về ngữ pháp. Mình sẽ học về cách dùng những modal verb là must, mustn't, needn't và don't have a to các bạn nhé. Ok, mình vào bài luôn nha. Activity number 1. Do you know the game show in the photo? What happens on the show? Các ơi, look at the photo. Tell me the names of the TV show. Nhìn bức tranh này, các bạn đã cho cô biết tên của game show là gì nhá. Rất là quen với chúng ta đúng không các bạn? Đúng không? The game show is Who Wants to be a Millionaire? Ai là triệu phú đấy? Đúng không? And what happens on the show? Luật chơi của trò chơi này sẽ là gì? Các bạn nhỉ? Ok, mình có thể trả lời là gì nhỉ? The contestant have to pick the right answer. Người chơi sẽ phải chọn phương án đúng, đúng chưa? When their answer is right, the money goes up. Khi câu trả lời của họ đúng không? Thì tiền sẽ tăng lên. For help, they can phone a friend, ask the audience, or delete two wrong options. Về sự trợ giúp thì họ sẽ có 3 sự trợ giúp, đúng không? Gọi điện thoại cho người thân này, hỏi ý kiến khán giả trong trường quay, hoặc là phương án loại trừ đi hay phương án sai. 50-50 đó, đúng không? Ok, đây một game show nó rất là quen thuộc với chúng mình rồi, đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ đến với activity number 2 nhé. Activity number 2, read and listen to the dialogue and circle the correct verbs. Ở đây thì các bạn sẽ vừa nghe và vừa đọc, và sau đó nhiệm vụ là các bạn sẽ chọn cho cô phương án đúng, những cái modal verb đúng nhá. Thì trước khi mà mình vào cái phần làm bài tập thì cô sẽ cung cấp cho các bạn nghĩa của những verb ở đây nhá. Đầu tiên các bạn sẽ có modal verb. Về công thức thì các bạn nhớ cho cô nhá. Đằng sau modal verb sẽ là một verb nguyên thể không chia nhá. Rồi nó về nghĩa, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu là must là phải. Phải đây chỉ sự cần thiết, đúng không? Tự mình biết là phải, đúng chưa? Và một cái khá là giống đó là have a to. Nhưng have a to ở đây có nghĩa là phải làm gì, có nghĩa là chỉ sự bắt buộc, có nghĩa mình bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài các bạn nhé. Hoặc là chúng ta, ngoài ra chúng ta còn có cái từ mustn't. Mustn't nó không có liên quan gì đến must nhá. Không phải là must là phải và mustn't là không phải đâu các bạn nhé. Mustn't của chúng ta là cấm, cấm không được làm gì nhá. Và chúng ta sẽ có don't have a to. Don't have a to thì mới là phủ định của must hoặc là have a to, nghĩa mình không phải làm gì nhá. Và cuối cùng mình có needn't là không cần làm gì nhá. Ok, các bạn có thể ghi nhanh nghĩa và công thức của modal verb ở đây. Và mình sẽ quay trở lại bài tập số 2 để làm nha các bạn nhé. Ok, listen and read and circle the correct verbs. Track 1.37. This question is for £125,000. Jill, in the sitcom To Your Mother, what is Ted Mosby's job? Is it A, lawyer, B, designer, C, architect, or D, reporter? I'd like to ask the audience, please. Okay. Audience, you must answer A, B, C, or D on your keypads now. Okay. 30% think it's B and 50% think it's C. But you needn't take their advice. I'm not sure. I think I'll phone my friend, Danny. Okay, Danny. Jill has a question worth £125,000. You must answer within 30 seconds, okay? I think it's B. Or maybe C. No, it's D. Sorry, you're out of time. Okay, Jill, you don't have to answer the question.
You can walk away with £64,000. I'm going to answer C. Final answer? No. Yes. No. You don't have to change your mind. The answer is B. Final answer. Oh, Jill, the answer is C, architect. You've just lost £32,000. Rồi, ok, mình đã nghe xong rồi và các bạn đã chọn được đáp án rồi, đúng chưa? Đáp án của chúng ta sẽ là đây, đúng chưa? Rồi, ok. Đấy là cái phần mình sơ qua một chút về cách dùng của những verb, modal verb này mình học, đúng chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quy tắc nhé. Ok, các bạn ơi, vào đây thì các bạn đã được cô cho nghĩa của những modal verbs ở đây rồi, đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ hệ thống lại cho có quy tắc hơn nhé. Đầu tiên các bạn thấy mình sẽ sử dụng must to say that something is necessary or very important to do. Khi các bạn dùng từ must thì các bạn sẽ chỉ một cái việc mà nó rất là cần thiết, rất là quan trọng để làm, đúng chưa? Phải đấy, đúng chưa? Đúng rồi, ok. Number B, chúng ta có thể nói rằng là gì nhỉ? We use needn't and don't have a to say that something is not necessary. Các bạn có thể dùng needn't hoặc là don't have a to do something để nói rằng là cái việc này không cần thiết, mình không cần phải làm nữa, đúng chưa? Và cuối cùng, mình có thể dùng we use mustn't to say that something is prohibited, có nghĩa rằng là cấm không được làm gì đó, đúng không? Một cái câu giao lệnh phủ định đấy, cấm không được làm gì, đúng chưa? Mustn't, nhá. Ở đây mình có một cái note nữa là gì nhỉ? We can also use passive form after modal verbs. Nghĩa đằng sau modal verb mình có thể dùng dạng câu bị động, đúng chưa? Mình có ví dụ là gì nhỉ? Helmets must be worn at all times. Có nghĩa rằng là lúc nào chúng ta phải đội mũ bảo hiểm mọi lúc, đúng chưa? Rồi, ok. Đây là cách dùng nhá. Còn hãy ghi vừa nãy mình có ghi nghĩa của những từ này rồi đúng không? Bây giờ mình ghi thêm vào nhá. Ghi thêm vào cái cách dùng cho nó rõ hiểu rõ hơn và nhớ ghi cả phần note ở bên dưới các bạn nhá. Rồi, ok. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ vào làm một bài tập vận dụng những modal verb này nhá. Activity number 4, what are the rules for using mobiles at your school? Write sentences with must, mustn't, needn't and the phrases below if you can add ideas of your own. Ở bài này các bạn thấy là mình sẽ cùng nhau nói về những cái quy định sử dụng điện thoại ở trong trường học, đúng chưa? Các bạn có thể mình sẽ dùng những cái modal verbs, đúng không? Để diễn tả những quy tắc đó, đúng không? Ở đây các bạn thấy mình đã có một vài những cái ideas ở bên dưới về quy tắc sử dụng mobile phone rồi, đúng chưa? Ở đây thì mình sẽ có using mobiles này, sử dụng điện thoại này. Bring your mobiles to school, mang điện thoại đến trường. Leave them in our bags, để ở trong cặp, đúng chưa? Put them on the desk during the lesson, để điện thoại ở trên bàn trong giờ học, khi trong tiết học. Keep them on silent all day, mình sẽ phải luôn luôn để chế độ im lặng và send text during lessons, nhắn tin ở trong giờ học, đúng chưa? Ví dụ ở đây, ví dụ bên dưới mình có thể nói rằng là gì? Mobiles must be kept on silent on all day. Có nghĩa rằng là gì nhỉ? Điện thoại phải để ở chế độ im lặng cả ngày, đúng chưa? Đó, mình sẽ sử dụng những cái ideas về quy định sử dụng điện thoại cùng với cả những cái modal verbs để ghép thành được một câu hoàn chỉnh, đúng chưa? Ở đây các bạn có thể nói rằng là gì nhỉ? We needn't bring our mobiles to school. Mình không cần, đúng không? Cái việc mang điện thoại đến trường là không cần thiết. Thì mình nói rằng là we needn't bring our mobiles to school. Mình không cần phải mang điện thoại đến trường, đúng chưa? Hoặc là chúng ta có thể nói rằng là we must leave them in our bags. Mình phải để nó ở trong cặp, đúng chưa? Hoặc là we mustn't put them on our desk during lessons. Cấm không được để điện thoại lên trên bàn khi đang trong tiết học, đúng chưa? Hoặc là we must keep them silent all day. Mình phải để điện thoại ở chế độ im lặng cả ngày, đúng chưa? Hoặc chúng ta có thể nói rằng là we mustn't send text during lessons. Đấy, trong giờ học thì chúng ta không được nhắn tin, cấm không được nhắn tin, đúng chưa? Ok, vậy các bạn đã hiểu thêm về cách dùng của những modal verbs này chưa nhỉ? Đó, mình muốn diễn đạt một cái ý như thế nào, cần thiết này, hay là không cần thiết, hay là cấm không được làm, thì mình sẽ sử dụng những cái modal verb tương ứng thích hợp nhé. Rồi, ok.
Tiếp theo các bạn thấy mình có cái looked out một chút nhé. Mình sẽ có phần phân biệt giữa cách dùng của have a to, must have a to và cách dùng của mustn't và don't have a to nhé. Bởi vì bốn từ và hai cặp này rất là dễ gây nhầm lẫn với các bạn, đúng chưa? Đầu tiên mình có cái cặp là must và have a to. Khi dịch sang tiếng Việt thì đều mang nghĩa là phải, cho nên là các bạn bị nhầm, đúng không? Không biết khi nào mình dùng must kèo dùng have a to, đúng chưa? Tuy nhiên thì các bạn nhớ cho cô nhá, must often expresses the feelings of the speaker. Cái must ở đây nó sẽ diễn tả cái cảm xúc của người nói, có nghĩa rằng là tự họ cảm thấy nó là cần thiết, đúng chưa? Cái sự thúc giục đó đến từ bên trong, đúng không? You must do more exercises, có nghĩa là cái người đó bảo mình rằng là cậu nên tập thể dục nhiều hơn, mấy người đó nghĩ vậy, đúng chưa? Hoặc là gì nhỉ? Và trong khi đó thì have a to often expresses an external obligation. Có nghĩa rằng là khi mà dùng have a to ấy, có nghĩa là phải, đúng không? Nhưng mà phải ở đây có nghĩa rằng là mình bị cái yếu tố bên ngoài tác động vào. Must thì là mình, nhưng have a to phải là yếu tố bên ngoài tác động vào, đúng chưa? Mình có thể nói rằng là you have to wear a helmet, đó. Bạn phải đội mũ bảo hiểm. Tại sao? It's the law, bởi vì đây là luật mà, đúng chưa? Yếu tố bên ngoài tác định vào đấy, đúng chưa? Đó thì nhớ cho cô nhá, must ở đây là chỉ sự cần thiết, nhưng là tự bản thân cái người nói họ cảm nhận được nó cần thiết, đúng chưa? Còn đâu have a to nó là phải là một cái gì đó, nhưng là yếu tố bên ngoài, có thể do luật này, đúng, do luật hoặc là do ai đó ép mình, đúng chưa? Đó là cái cặp số 1. Cặp số 2 thì mình có là mustn't và don't have a to. Nhiều bạn nghĩ rằng là mustn't, must thì bằng với cả have a to mang nghĩa là phải, thì chắc chắn mustn't sẽ bằng với cả don't have a to, đều mang nghĩa là không phải rồi, không phải làm gì rồi, đúng chưa? Nhưng không phải nhá, nhớ cho cô nhá. Don't have a to thì mang bằng nghĩa với cả needn't, có nghĩa rằng là mình không phải làm gì đó, không cần làm gì, không cần thiết, đúng không? Nhưng mustn't thì nó lại mang nghĩa là cấm không được làm gì, chứ không phải là mang nghĩa là không phải làm gì nhá. Mustn't nghĩa là cấm không được làm gì. Nhớ cái này cho cô nhá, ghi chép có hệ thống, cẩn thận ghi cả ví dụ vào để không bị nhầm cách dùng của bốn từ này nhá các bạn nhá. Rồi, ok, nào bây giờ mình đến với bài tập số 5 nhá. Read the lookout box, then using the words in the brackets, rewrite the sentences so that they have the same meaning. Bài tập số 5 là các bạn sẽ viết lại câu sử dụng những từ ở trong ngoặc, đúng không? Những mô đồ verb ở trong ngoặc, đúng không? Sao cho nghĩa không đổi các bạn nhé. Làm được bài này thì mình phải hiểu được nghĩa nhé, đúng không? Các bạn pause video lại một chút và sau đó chúng ta sẽ tự làm nhé. Sau đó thì có thể check đáp án với cô, đúng không? Number 1 thì người ta đã làm cho mình rồi. It isn't necessary for you to have me. Nói rằng là bạn cậu không cần phải giúp mình đâu. Thì mình có thể nói rằng là you needn't have me. Không cần phải giúp mình, đúng chưa? Number 2 mình có là gì nhỉ? It's compulsory for us to wear school uniforms. Các bạn nhớ cái tính từ compulsory có nghĩa là bắt buộc, đúng không? Nghĩa là chúng tôi bắt buộc phải mặc đồng phục ở trường, đúng chưa? Ở đây người ta cho mình từ have a to. Thì rất là đơn giản thôi, mình có thể nói rằng là we have to wear school uniforms, đúng chưa? Chúng tôi bắt buộc phải mặc đồng phục trường học, đúng chưa? Câu số 3, you aren't allowed to talk in the exam. Bạn không được phép nói ở trong giờ kiểm tra, đúng chưa? Mình có cấu trúc là be allowed to do something ấy, nghĩa rằng là được phép làm gì, hoặc là be not allowed to do something, có nghĩa rằng là không được phép làm gì. Thì ở đây mình có từ mustn't là cấm, thì chúng ta có thể viết lại một câu là gì nhỉ? You mustn't talk in the exam, đúng chưa? Number 3, đúng không? Rồi number 4 mình có it's important that you listen to me, đúng không? Rất là quan trọng, đúng không? Cái việc mà bạn phải nghe tôi rất là quan trọng, đúng không? Thì đây là bởi vì đây là người nói, người ta nói vậy mà, đúng không? Cái ý của người nói thì mình sẽ phải dùng phải, đây vẫn là phải, đúng không? Nhưng mình sẽ dùng là must nhá. Mình sẽ có là gì? You must listen to me. Bạn phải nghe tôi, đúng chưa? Rồi, number 5. You needn't write the answer. You needn't write the answers. Bạn không cần phải viết câu trả lời, đúng không? Thì needn't đây, các bạn biết nó bằng với cả don't have a to, đúng không? Thì chúng ta sẽ viết lại là you don't have to write the answer, đúng chưa? Tưởng khó nhưng mà không hề khó, dễ thôi, đúng chưa? Cứ nắm chắc được cách dùng và có cái vốn từ vựng đủ dùng thì mình sẽ làm những bài tập này rất là đơn giản. Rồi, mình đến với bài tập số 6 nhé. Activity number 6, speaking. In this activity, you are expected to work in pairs. Ask and answer about the rules of the game show you know. You must, mustn't, and needn't, or don't have a to.
Can your partner guess the name of your game? Ok. Bài này thì các bạn sẽ phải làm gì nhỉ? Làm việc theo nhóm nhá. Bạn sẽ hỏi đúng không? Hỏi và trả lời về những cái quy tắc đúng không? Quy tắc của một cái trò chơi nào đó đúng không? Và trong đó các bạn sẽ sử dụng must, mustn't, needn't và don't have a to. Nhiệm vụ của các bạn sẽ nhiệm vụ của bạn trong cặp, bạn cặp của mình đúng không? Là trả lời những câu hỏi và thử đoán xem có đoán được cái game mà mình đang nhắc đến là cái game gì. Đúng chưa? Ở đây mình có ví dụ là can my partner have me? Bạn của tôi có thể giúp tôi không? No, your partner mustn't have you. Không, bạn của bạn không được phép giúp. Cấm không được giúp. Đúng chưa? Rồi, ok. Ở đây thì các bạn sẽ bàn thảo luận với nhau một chút đúng không? Để mình đưa ra được một cái đoạn hội thoại hay, đầy đủ thông tin và đúng yêu cầu. Các bạn có thể tham khảo phần người yêu của cô nhá. Mình có thể nói rằng là can I play in group? Mình có thể chơi theo nhóm không? No, you mustn't play in a group. What do I need to do? Vậy tôi cần phải làm gì đúng không? You have to guess the price of a product. Bạn sẽ phải đoán giá của một sản phẩm. Nói đến đây các bạn biết là mình đang nói đến trò gì rồi đúng không? Do I need to do some math? Thì tôi có phải tính toán không? No, you needn't calculate anything. Just give a number. Không, không cần tính toán gì đâu đúng không? Chỉ cần đưa ra một con số thôi, giá của cái đó thôi. Đúng không? Ok, đến đây rất là đơn giản đúng không? Cái game đó chính là Guess the right price, đúng không? Hãy chọn giá đúng, đúng chưa các bạn? Rồi ok, bây giờ để làm đồng đoạn hội thoại và những cái câu hỏi như thế này thì các bạn nhớ là mình sẽ xác định xem cái trò chơi mà mình đang muốn chơi là gì, rồi anh đưa ra câu hỏi nhé. Rồi ok, so this is also the end of our lesson today. Thank you so much for your watching. Goodbye and see you in the next video. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.